Chương 1 PES 2.006 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com 2006 năm ngày mùng 1 tháng 7, Lý Lâm trên mặt mang theo chán chường đi hướng mình cho thuê phòng, cầm trong tay vừa nãy ở rì đường mua Pro Evolution Soccer 2006. Xem ra tháng này lại chỉ có ăn mì ăn liền, ông trời a, à, ta làm sao sẽ làm sao xui xẻo à, ta thật sự không phải cố ý đánh nát cái kia bình hoa, đậu đen rau muống tên béo đáng chết kia quản lý, một cái phá bình hoa có thể trị ta một tháng tiền lương sao, đó là ta một tháng tiền lương a, à, liền như vậy không còn. Tên béo đáng chết, ta họa quyển quyển nguyền rủ ngươi cả đời không nâng. Nói xong, Lý Lâm trên mặt mang theo sắc mặt giận giữ hướng thiên không dơ lên ngón giữa. Ai, quên đi thôi, còn hy vọng hắn sau đó cho ta tiền lương đây. Vẫn là về nhà nghỉ ngơi một chút, chơi chơi game ba. Lý Lâm nhìn tấm này rì đường hàng, thực huống 2006, không phải nói muốn tháng 10 mới đem bán sao. Làm sao hiện tại thì có, sẽ không là đạo văn đi, mặc kệ rồi, về đi chơi một chút trước tiên, có điều này đóng gói rất tinh mỹ a. À. Thu thập xong tâm tình, Lý Lâm trở lại cho thuê phòng, theo thói quen mở ra bộ kia chính mình đại học là một bên làm bạn máy vi tính sách tay của mình máy vi tính, thông thạo đem đĩa CD sen vào máy vi tính, lắp đặt, tiêu tốn 20 phút, rốt cuộc quyết định, xuyên vào tay cầm thiết trí xong Lý Lâm hưng phấn click icon vận hành. Hoan nghênh đi tới bóng đá thế giới, duyên dáng âm thanh từ máy vi tính bên trong truyền ra. Như thế nào cùng trước đây thực huống Siri không giống nhau à, còn mang ngữ âm. Chẳng lẽ ở rì đường còn mua cái hàng cao cấp? Mặc kệ, Lý Lâm mang theo tâm tình hưng phấn tiến vào game. Xin chào, player, hoan nghênh đi tới bóng đá thế giới, mời ngài mặt hướng màn hình làm tốt, hệ thống đem tiến hành quét hình trói chặt, vẫn là cái thanh âm kia. Con tôm, xem ra cũng thật là cái hàng cao cấp A, còn mang trói chặt. Lý Lâm cũng không nghĩ nhiều, chiếu làm. Player Lý Lâm, 25 tuổi, độc thân, xử nam, thân thể khỏe mạnh, 20 tốt nghiệp đại học, xin hỏi có hay không trói chặt. Ta o người cái 20A, khinh bỉ ngươi A, à, ta là xử nam ngươi đều biết. Biết quy biết cũng không cần cho thấy đến đây đi, quá không cho mặt mũi. Ồ, không đúng vậy game tại sao có thể có ta tư liệu đây có thể hay không là ai trò đùa dai gần nhất cũng không có trêu chọc ai nhỉ quên đi vì thân người an toàn vẫn là không chơi lý lâm liền chuẩn bị click, phủ lúc này a à thiết ai đang nhớ ta nhỉ trời ạ à, làm sao sẽ điểm đến đúng đây ai ở nghiệp chướng a lúc này nhớ ta không có cái này hắc xì ta cũng sẽ không điểm sai a không để cho ta biết là ai ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi trói chặt bên trong trói chặt xong xuôi chúc player game hài lòng ồ không có chuyện gì đầu ở tay ở chân cũng ở không biết hô, cũng còn tốt tiểu đề cũng ở hóa ra là trò đùa dai a à, không có chuyện gì không có chuyện gì tiếp tục chơi lúc này lý lâm a quy tinh thần phát huy chủ yếu tác dụng a không thể không nói a à, quy tinh thần hại chết người a, liền như vậy, Lý Lâm hướng đi cuộc đời khác nhau. qua wow, hình ảnh thật là tinh mỹ a, không thể không khâm phục hiện tại máy vi tính đặc kỹ. Ân, ừ, quy tắc cũ, lựa chọn đại sư giải đấu player. Lý Lâm, lựa chọn đại sư giải đấu hình thức. Xin mời lựa chọn giải đấu. Mẹ nó dựa vào dựa vào dựa vào, không nghe nói thực huống 2006 có những công năng này a, qua wow, vẫn là ngữ âm nhắc nhở a thanh âm này thật vui tươi a à, giải đấu. Đương nhiên là Premier League rồi. Xin mời lựa chọn bản thân quản lý đội bóng. Liverpool, hết cách rồi, Lý Lâm từ khi bắt đầu tiếp xúc bóng đá, liền trở thành cổ động viên Liverpool, nhưng là vừa nhân ở trên thực tế đội bóng không góp sức, vì lẽ đó chỉ có thể ở trong game giải giải khô cạn. Lý Lâm trong lòng vẫn có cái nguyện vọng, vậy thì là hy vọng nhìn thấy Liverpool vương giả trở về, bởi vậy ở trong game hắn đều lựa chọn Liverpool, đồng thời đem đội bóng chế tạo thành một nhánh chung cực đội bóng. Len Ken, lựa chọn hoàn thành, player Lý Lâm, khống chế Liverpool. Trò chơi bắt đầu, chúc player vận may. Vận may. Thần mã ý tứ. Đột nhiên, rầm, Lý Lâm Quang vinh té xỉu. Đồng thời trong đầu nghe được một thanh âm đang nói. Player Lý Lâm, hệ thống đã giúp ngươi khống chế Liverpool câu lạc bộ bóng đá sau đó Liverpool chính là ngươi. Hệ thống đem càng có Liverpool hàng năm giải đấu xếp hạng đến vì ngươi cung cấp tài chính, người thứ nhất 200 triệu bản Anh, người thứ hai 150 triệu bản Anh, người thứ ba một ức bản Anh, người thứ bốn 5 ngàn vạn bản Anh, người thứ năm 3 ngàn vạn bản Anh, người thứ sáu 2 ngàn, ngàn vạn bản Anh, người thứ bảy 1 ngàn, ngàn vạn bản Anh, vượt qua người thứ bảy thì lại xóa bỏ. Đồng thời nhắc nhở player, ngài ở trong game tiến hành thao tác gặp phản ứng đến trên thực tế. Vì lẽ đó xin mời cẩn thận thao tác game Player mỗi thắng lợi một cuộc tranh tài đem thu được GP điểm 10 điểm Đồng nhất cuộc tranh tài chỉ có thể thu được một lần Nhiệm vụ hoặc thu được quán quân nước tương GP điểm khen thưởng Bắt đầu game lúc player thu được mới bắt đầu GP điểm 50 điểm Player mỗi cuộc tranh tài có thể bình thường lưu trữ một lần Một lần nữa lưu trữ tiêu tốn GP điểm 2 điểm Mà mỗi cuộc tranh tài chỉ có thể lặp lại năm thứ khiến cầu thủ nhanh chóng nắm giữ skill hoặc thích ứng cái khác trên sân vị trí tiêu tốn GP điểm 5 điểm. Game mỗi chương mới một lần số liệu tiêu tốn GP điểm 500 điểm, GP điểm không đủ, thì lại xóa bỏ. Xin mời player ghi nhớ quy tắc, lần thứ hai chúc player game hài lòng. Liền như vậy, 2006 năm ngày mùng 1 tháng 7 buổi tối quá khứ. 2006 năm ngày mùng 2 tháng 7. Một tin tức chấn động toàn bộ châu Âu giới bóng đá. Nước Anh The Tam đưa tin. Nước Anh truyền thống nhà giàu Liverpool bị một người bí ẩn thu mua. Cùng lúc đó, đội bóng huấn luyện viên trưởng Rafael Benitez bị đuổi việc. Còn ai là đời mới huấn luyện viên trưởng? Theo nhân sĩ biết chuyện tiết lộ, Liverpool đã phái chuyên môn nhân sĩ đi tới hiệp đạm đem ở mấy ngày sắp tới trước tiên ngoại giới công bố. Khiếp sợ, toàn bộ châu Âu đều chấn kinh rồi phải biết đây chính là liverpool a thu được nước anh đỉnh cấp bóng đá thi đấu quán quân nhiều nhất đồng thời từng năm thứ thu được uefa champions league quán quân đội bóng cứ việc hiện tại có chút sa sút nhưng nhà giàu chính là nhà giàu hiện tại đội bóng bị thu mua đương nhiệm huấn luyện viên trưởng bị sa thải còn có thần bí tân huấn luyện viên trưởng những này có thể đều là đại tin tức a liền những người cái phóng viên vì tạp chí lượng tiêu thụ vì money, dồn dập toàn thế giới chạy loạn lập quan hệ tìm tin tức thủ đoạn gì đều sử dụng. Đối với bọn hắn tận nghiệp tinh thần, đối với chúng ta đến nói không chừng không hẳn một cái. Kết quả là, ở châu Âu, liên quan với Liverpool lão bản mới, tầng huấn luyện viên trưởng tin tức che ngập bầu trời mà tới. Nước Anh, The Guardian, Liverpool thần bí ông chủ đến từ Á Rập, là Á Rập nào đó thành viên hoàng thất. Bồ Đào Nha, bóng báo Mourinho chính là Liverpool đời mới huấn luyện viên trưởng, Phóng viên nhìn thấy Liverpool quan chức đi tới Mourinho ở bồ đào nha nhà. Italy là Gazzetta dello Sport theo bạn của Ancelotti nói Ancelotti đã thu được Liverpool mời. Cùng lúc đó ở Trung Quốc CDA, ngủ thật là thoải mái a, à, nha, làm sao đầu có chút đau a, à, ta cắm vào, thật lớn một cái bao a, à, đúng rồi, nghĩ tới, tối hôm qua ta đang chuẩn bị chơi game thế nhưng đột nhiên té xỉu. Người xui xẻo uống nước lạnh đều nhét nha làm sao lại đột nhiên té xỉu đây không hiểu thật sự không hiểu tùng 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 xin hỏi lâm lý tiên sinh có ở đây không tiếng anh ai nhỉ sáng sớm gọi cái gì mà gọi còn có nhường hay không người ngủ rồi lý lâm chửi bới mở cửa phòng ra có điều vừa mở cửa hắn liền lăng nghĩ thầm làm sao có hai người nước ngoài đứng ở chúng ta ở ngoài a quái ta làm sao nghe hiểu lời của đối phương đây ta đại học tiếng Anh nhưng là level 2 đều chưa từng có A. Có điều làm đối phương nói rõ thân phận của chính mình thời điểm, Lý Lâm quần áo lập tức thấp xong. Xin hỏi ngài là Lâm, Lý Tiên sinh sao? Tự giới thiệu mình một chút, ta là Liverpool câu lạc bộ bóng đá chuyển nhượng bộ chủ quản Ferreta, hư cấu. Ferreta nhìn cái này mở cửa người trẻ tuổi muốn sẽ không đây chính là ta sau đó ông chủ đi, không giống A, hắn thật trẻ tuổi A, nhìn hắn ăn mặc không muốn người có tiền a à, là cái này địa chỉ không sai a à, ngày hôm qua mở hội lúc cái kia có người nói là hiện tại ông chủ người đại lý cho ta nha còn để ta suốt đêm đi máy bay tới gặp ông chủ vẫn là trước tiên nhìn kỹ hẳn nói đi nghe nói người có tiền đều có một ít đặc biệt mê nói không chắc hắn cũng có trời ạ à, thượng đế a à, không đúng là ông trời a à, ngọc hoàng đại đế vương mẫu nương nương hồng quân lão tổ tam thanh ở trên sẽ không tối hôm qua giấc mộng kia nói chính là thật sao? Liverpool là của ta rồi. Ngày hôm nay không phải ngày mùng 1 tháng 4 a. À. Nghe được thân phận của đối phương, Lý Lâm Si ngốc đứng ở cửa phòng nghĩ đến. Mời ngài chờ chút đã, ta vào nhà rửa mặt rửa mặt. Khinh bị a, à, ta lúc nào sẽ nói tiếng Anh, vẫn là như vậy lưu loát. Lý Lâm vừa muốn một bên khép cửa phòng lại. Vội vàng ngồi trước máy vi tính, lên mạng nhìn Liverpool bị thu mua, thần bí ông chủ sa thải danh soái đổi đại soái mới, là vương triều một lần nữa cuộc khởi vẫn là triệt để sa sút. Lý Lâm ở thể dục trên lưới nhìn thấy to bằng cái đấu tiêu đề. Xem ra là thật sự, oa ha ha ha, để bánh mỗi ngày đi, ngày hôm nay rốt cục rơi xuống trên đầu ta rồi, hưng phấn a, à, Liverpool, người sa sút vương triều, đem ở trong tay ta một lần nữa cuộc khởi. Phát hiện là thật sự sau Lý Lâm kích động rống to vội vàng thay đổi một bộ quần áo, một lần nữa mở cửa. Hoan nghênh Ferretta tiên sinh đến, mời đến. Ha ha, út có chút loạn, xin mời chớ để ý. Làm sao sẽ? Xin hỏi ngài là Lâm, Lý tiên sinh sao? Đúng, đương nhiên. Ta có thể nhìn thẻ căn cước của ngươi sao? Xin tha thứ, dù sao chuyện này đối với ta rất trọng yếu. Không sao, đương nhiên có thể. Cái kia, đây là chứng minh nhân dân của ta hừm không sai ngươi đúng là lâm lý tiên sinh như vậy đầu tiên xin cho phép ta lần thứ hai tự giới thiệu mình ngươi ông chủ tốt ta là thuộc hạ của ngươi chuyển nhượng bộ chủ quản Ferreta. sau đó cái này túi giấy là ngài người đại lý nhờ ta mang đưa cho ngươi lý lâm nhìn một chút túi giấy sau đó làm bộ một bộ tràn đầy tự tin dáng vẻ nắm quá túi giấy cảm tạ Ferreta tiên sinh khổ cực ngươi Lý Lâm tin tướng nói rằng đồng thời cũng là đối với vị này bộ hạ lôi kéo. Quả nhiên, Ferretta nghe được Lý Lâm nói như vậy sau, một mặt kích động dáng vẻ nói, không sao, đây là ta phải làm. Sau đó ông chủ có chuyện gì chỉ để ý dặn dò là được rồi. Lý Lâm cũng không lại quản lúc này trên mặt mang theo lấy lòng tương Ferretta, mở ra túi giấy, phát hiện bên trong là Liverpool quy ta hợp đồng văn kiện, hộ chiếu của ta còn có một tấm thẻ ngân hàng cùng với, mẹ kiếp không phải chứ ta lúc nào đi thi huấn luyện viên giấy chứng nhận tư cách a ta làm sao không biết a qua wow. vẫn là tối cao cấp bậc loại kia a yêu chết ngươi hệ thống hộ chiếu đều chuẩn bị cho ta được rồi cầm giấy chứng nhận hộ chiếu lý lâm ngụm nước đều muốn chảy ra ý thức được chính mình thất thố sau lý lâm lập tức khôi phục như cũ làm bộ ho khang một hồi lại cầm lấy thẻ ngân hàng lập tức trong đầu liền xuất hiện thẻ mật mã cùng ngạch trống bởi vì mùa giải trước Liverpool chỉ được đến người thứ ba vì lẽ đó chỉ được đến một ước bản anh tài chính. Ferretta, lần thứ hai cảm tạ ngươi. Không biết ngươi còn có chuyện gì hay không sao? Bố, là như vậy, hiện tại đội bóng vừa sa thải huấn luyện viên trưởng, ngài lại ở Trung Quốc, hiện tại đội bóng là trắng mất đầu, vì lẽ đó đoàn người hy vọng ngươi có thể mau chóng trở lại khai triển công việc. Hơn nữa còn có rất nhiều chuyện muốn làm, tỉ như tuyển soái cùng buôn bán cầu thủ tuyển xoái. còn tuyển mau a, à, ta trực tiếp liền lên. còn muốn ai tới a, à, ta nhưng là tay cầm máy nói dối a. qua ha ha. lý lâm trong lòng khinh bị ferreta một hồi đồng thời lại tự yêu mình một cái. hưng, tốt, không có vấn đề. đồng thời, ta sau đó cũng sẽ thường ở tại đội bóng. thế nhưng ta bây giờ còn có một ít tư nhân sự kiện phải xử lý. ân. À. như vậy, ferreta, ngươi đi định ngày kia về liverpool vé máy bay chúng ta ngày kia trở lại. Được rồi bốt ta sẽ an bài tốt, như vậy ngươi trước hết đi làm đi, ngày kia tới đón ta là được rồi. Như vậy ngày kia thấy, bốt. Lý Lâm đưa đi Ferretta sau, xuất hiện ở phòng cho thuê bên trong nhảy nhóc liên hồi, hưng phấn cực kỳ. Nhưng là một lúc sau lại nghĩ tới nếu như thao tác không tốt hậu quả liền trực tiếp bị xóa bỏ. Lý Lâm nhất thời lại bình tĩnh lại, muốn từ bản thân trước đây quá sinh hoạt, lại ngẫm lại chuyện lần này, đây là ta nổi bật hơn mọi người duy nhất cơ hội, Lý Lâm, ngươi nhất định sẽ thành công. Không nói những cái khác, chỉ bằng ngươi đá Pro Evolution sơ sơ kỹ thuật là được. Muốn từ bản thân kỹ thuật, đó là không lời nói, dù sao ở đại học những khác không học liền đá Pro Evolution sơ sơ đi tới, đồng thời trên lưới đối chiến cũng là thắng nhiều thua ít. Lý Lâm mặc lộ vẻ hung quan quát to một tiếng Premier League, châu Âu, chờ đợi ta tàn phá đi. Ha ha ha. Lý Lâm thừa dịp hai ngày nay thời gian, đem công tác nghỉ, mà khi tên béo đáng chết dơ lên ngón tay giữa, tâm tình khoái trá đem mình tích trữ một điểm tiền cho cha mẹ đánh tới, đồng thời gọi điện thoại nói, mình bị công ty phái đến nước ngoài đào tạo sâu, muốn xuất ngoại một quãng thời gian, muốn bọn họ không muốn lo lắng, phải cố gắng bảo vệ trọng thân thể vân vân. Cuối cùng ăn bữa tốt khao chính mình chờ đợi hành trình bắt đầu. Yoden 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 cầu vốt 10 đồng mỗi cuối chương Yoden 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 cầu vốt 10 đồng mỗi cuối chương Yoden 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 cầu vốt 10 đồng mỗi cuối chương Yoden Yoden Yoden. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.